Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây phần loa trong, loa trong loa nghe gọi trên mềm 8, loa ngoài phía dưới đuôi máy ở kép này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong loa ngoài trên máy tính bảng mềm 8, lỗi hỏng nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng không, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn. Chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu mua mới loa trong, loa ngoài cho máy tính bảng Memo Bass 8, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp .vn sẽ chuyển đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn.